106 à? Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Gia đình Mai vừa tới Marseille. Lần đầu tiên Mai tới thành phố này. Đây là thành phố ở miền Nam nước Pháp. Vừa tới đây được người em nhận chỗ để cho Mai đậu xe sướng chưa? Không phải là hết chỗ luôn đấy. Chào chú. Mai xin chào cô chú anh chị các bạn. Mai vừa đặt chân tới Marseille. Và đây em Thành đã đón gia đình Mai. Chào em. Bon année. Bon année rồi đúng không nhỉ? À đâu, bon année mới qua điện thoại thôi. À đâu, mới hỏi đúng. Bon année ở Việt Nam. Em mê bông. Con chào chú. Em mê đâu? Em mê nó mặc áo dài đi. Thế thì mình cầm lên nhá. Vâng, chắc cầm lên. Sợ lại. Không là sách mua áo dài em về. À Marseille on a trois. Oui. Hôm qua có xem địa chỉ mà. Có chùa Pháp Hoa, chùa Phổ Đà, đúng. Trúc Lâm. Rồi có xem hôm qua địa chỉ. Nhà chị thì có địa ở Lyon. À. Công ty cũng tài trợ cả bên trên chùa Trúc Lâm nữa. À. Có một đội khác đang ở bên trên chùa Trúc Lâm. Ồ là thế hôm nay mở cùng hôm à? Tất cả các chùa mở cùng một hôm. À thế em có đi ở Lyon không ấy? Em chưa, em nhờ chị em đang chờ chị giới thiệu em lên trên đây. À thế à, trời ơi, cái này thì có đâu phải có giới thiệu. Em là công ty chính em nên ừ chị. Chị biết rồi, em là công ty mà. Em chỉ cần em liên lạc với họ thôi. Vâng, để em ví dụ như ở chùa đây là em mình cúng dường thường xuyên lắm. À. Mình tài trợ gạo rồi tài trợ nhiều rất nhiều thứ cho nhà chùa. Đây đợt tới là em lợp hết toàn bộ cả cái sân chùa luôn. Ồ. Làm một cái tăng ấy. Ai đây kia? Huyền hả? Huyền. À. Đấy, Huyền đấy. Quen nhau à? Chào em. Chào em, chị Mai. Dạ. Em là Huyền đấy ạ. Ông xã chị. Con trai chị. Mai đang có mặt ở chùa Phổ Đà. Vào đây được đặt một chỗ, một bàn chỗ ngồi. Đó, chùa nhá. Người Việt ở đây rất là đông. Để cho ta nhìn Mai một bàn. Bonjour. Ôi, thích. Em sẽ chỉ anh ấy. Bye bye, mình rất là thích luôn. Chào em. Ok, chị đi một vòng nhá. Chút gặp nhau sau. Đây là các gian hàng ở đây này. Đấy là chị tí nữa chị mua đồ về từ Lyon xuống qua chương trình cuộc sống ở Pháp ấy. Và ở trên YouTube ấy cô. Nhỏ này hả? Nó trở mới xuống. Đây đặc biệt là có gạo rất là tự hào của Việt Nam mình nhá. Đang có mặt ở chùa và đang gọi bổ độ sang Pháp đấy. À, đây là quầy của mình luôn này. Mọi người phải ăn thử gạo ST25 mới biết được cái độ ngon của nó thế nào. Lấy đồ ăn rồi rất nhanh nhá, rất nhanh và nguy hiểm nhá. Chưa đi thông được vòng chùa mà đã vào lấy đồ rồi. Chưa. Đây là những món ăn chay ở chùa nhá, mọi người tới đây được ăn miễn phí.
Ngon chưa? Chưa. Đó. Nói gì? Est-ce que tu veux ou pas? À, bác ấy hỏi em Lui à, Lui có ăn không, thấy Lui chỉ lấy mỗi cơm rang thôi, cơm chiên thôi, nhưng mà không thấy con ăn rau. Thế là bác ấy sẽ hỏi là kêu ăn, anh ấy đang mặt ngay đây này đó. Ô nem Lui nem, wow. Si tu veux je prends Jackie. Trời ơi, ông xã và Lui này được cả bác này, bác ấy phục vụ nhiệt tình này. Là súc chân đi xem là chúng em xưa là đi xin là bà lạc chọc ti là bà lạc là nó tăng cao chắc cái chưa finish Ilya đây em chưa vừa phát đây nội lấy đồ ăn là phải ra ngay nhá, để lấy chỗ cho người khác. Ơ bông đi ngược chiều nhá, phải đi đúng tường này, nhưng sao con đi tới đấy rồi thì đi luôn ra. Hai bên giống nhau nhá, mọi người lấy bên phải đều được, đến bên trái cũng được. Trời ơi. À đây có cơm rang này. Đây là đồ tráng miệng. Bạn chó dễ thương chưa? Bạn chó này nho nhỏ khoảng cỡ 60 cân này. Trời ơi, bạn bằng cân của mình này. Bắt tay em một cái. Trời ơi, đã chưa? Bạn này bạn hiền thế. Ngày cầu, đi lễ cả năm không bằng rằm tháng riêng. Đi lễ chùa là một phong tục tập quán đẹp của người Việt Nam chúng ta. Trong không khí một viên xung họp vô cùng ấm cúng dưới ánh hào quang của Đức Phật rạng ngời, để tri ân quý Việt Nam tín nữ Phật tử gần xa, chúng tôi tổ chức buổi văn nghệ cúng dường để giúp cho tất cả chúng ta có những phút giây thư giãn. Chương trình hôm nay sẽ có sự tham gia của ban nhạc anh Amin và anh Phúc, các ca sĩ Phật tử chùa là ca sĩ Diễm Hạnh, ca sĩ Việt Sơn, cùng màn múa của Mai Ca. Và đặc biệt chúng ta sẽ chào đón sự góp mặt của hai ca sĩ đến từ nước Mỹ là ca sĩ Phạm Sĩ, Sĩ Phú và ca sĩ Nhã Loan, để giúp vui cho chương trình cũng như quý vị có quà lộc đầu năm. Chúng tôi có bán lô tô gồm 5 giải với giá là 5 euro 2 vé để có một ngôi chùa khang trang như ngày hôm nay. Đánh vào lồng trúng không ạ? Các quý vị Phật tử, những người đã chung tay xây dựng và vun bồi dưới sự dẫn dắt của thầy chủ trì. Đây, bây giờ thầy nhà Mai sẽ ăn trưa. Đây đội ăn trưa. Lui tới nơi cái đói nhá, lấy ăn ngon lành. Mở đầu chương trình văn nghệ, xin quý vị chào đón tiết mục múa dân gian với bài múa áo tứ thân em đi chùa Hương. Quý vị biết em đi chùa Hương là áo dài của bà. Lễ hội chùa Hương ở trong khi các Phật tử thưởng thức cơm chay ở chùa đó, thì bây giờ chị Mai Ca múa tặng bài Hôm qua em đi chùa Hương tới các Phật tử. Trên nền nhạc của bài Hôm qua em đi chùa Hương rất là hay. Thật sự là ở Pháp mà mình được nghe những giai điệu của Việt Nam và những điệu múa dân gian thế này rất là cảm động. Em mới cứ hỏi là mẹ ơi, mẹ có bộ quần áo nào như cô Mai Ca không? Và mẹ có biết điệu múa của cô ấy không? Đó, em mẹ thì rất yêu văn hóa Việt Nam nhá. Rất tiếc là do nhạc bản quyền ấy, nên là Mai phải tắt tiếng và Mai thu âm. Mong cô chú anh chị các bạn thông cảm. Đạo của ngày hôm nay cúng dường cho chùa Phổ Đà Sơn Mắc Xây, chúng ta rất là mong quý vị hãy ủng hộ công ty, bởi vì đây là một loại gạo ở Việt Nam ngon nhất thế giới, được bình chọn 2 lần loại gạo ST25. Xin quý vị hãy thử thức bằng cách mua gạo ngày hôm nay cộng với là chúng ta cúng dường Phật luôn ạ. Xin trân trọng cảm ơn và xin mời ca sĩ Phạm Sĩ Phú tiếp tục. Okay. Xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả Phật tử rất nhiều ạ.
Sau khi nghe chị Mai ca giới thiệu mà trời ơi, Mai mấy ông xã mải nghe ca sĩ hát nhảy theo họ một bài mà quay ra là gạo đã hết nhá. Bất ngờ luôn á. May quá, còn 5 cái bao cuối cùng á là Mai, gia đình nhà Mai cũng mua được 3 bao. Mua xong là hết luôn nhá, không còn nữa. Thì Mai cũng sợ là không còn gạo đó. Nhưng mà khi mà nói chuyện em Thành thì em Thành nói rằng là cầm lên đây với một số lượng cố định thôi. Sau đó đó là nếu mà ai muốn mua thì ghi danh vào. Sau đó là họ sẽ chuyển lên chùa hoặc là chuyển vào theo địa chỉ người ta. Trời ơi, thật sự là không nói quá nhá. Từ ngày Mai bước chân sang Pháp á, thì Mai chưa gặp gạo của Việt Nam, hoặc là mình chưa tìm đúng nơi đúng chỗ đó. Tâm lý của người đi xa quê đấy thì bao giờ cũng muốn tìm được cái hương vị quê hương, tìm được ẩm thực quê hương như là gạo, tất cả các món ăn, trái cây hay là gia vị. Đó. Nhưng mà khi mà Mai mới sang thì thật sự là ở siêu thị Tây hay siêu thị ta nhá, thì Mai cũng không gặp gạo của Việt Nam. Mà Mai có ăn mấy thử mấy loại gạo ấy thì Mai thích nhất vẫn là gạo Thái cho đến thời điểm hiện tại. Đó cách đây mấy năm ấy thì ở Việt Nam có rầm rộ lên là gạo của Việt Nam là gạo ST25 và gạo cái gì Lộc Trời đó. Thì bất ngờ là mấy năm trước thì Mai có gặp được cái loại gạo Jasmine mới là gạo Lộc Trời đó, là ở siêu thị Tây mà họ chỉ bán trên cái gói có 1 cân thôi. Mai rất là bất ngờ, giá cũng Thành cũng rất là đắt, như là 4,99€. Mai mua 1 cân về ăn thử. Lúc đó thì chưa có biết Mai nấu nó hơi bị nhão do nhiều nước ấy. Và đợt này thì được em Thành tặng cho 2 bao gạo. Thật sự là em hướng dẫn Mai cách nấu ấy thì Mai cũng nấu ít nước hơn, nhưng mà đúng thật là đến giờ phút này nhá, cho Mai lựa chọn thì Mai không có thể chọn loại gạo nào hơn loại gạo ST25. Trời ơi, mới nấu nó thôi nhá mà cái vị thơm của nó bay khắp nhà, đến chiều vẫn còn cái mùi thơm đó, làm cho Mai không cưỡng lại được, Mai ăn 2 tô cơm luôn. Mỗi lần Mai đi siêu thị châu Á đó mà Mai mua được một sản phẩm nào của Việt Nam đấy, Mai rất là hãnh diện nhá, Mai rất là thích. Tại vì là nói chung ở bên Pháp ấy, hàng nhiều nhất ấy, nó vẫn là hàng của Trung Quốc, của Thái, của Campuchia. Nhưng mà Trung Quốc nó chiếm số lượng tới 70%, còn 30% còn lại đó là của mấy nước của châu Á. Cách đây mấy năm đó, Mai lần đầu tiên mua được 1 cân gạo, 1 ký gạo nhá, ở siêu thị Tây. Mai rất là vui và hãnh diện, thật sự rất là mừng. Tại vì Mai sinh ra và lớn lên bên cánh đồng, bên ruộng lúa. Và thời xưa thì ông cha ta thường nói một câu là một hạt lúa vàng 9 giọt mồ hôi. Nên khi mà mình được cầm hạt gạo, được ăn bát cơm của người nông dân Việt Nam trên đất Pháp thì thật sự là tự hào. Và đặc biệt đấy là nhờ công ty SML Ampor Export đã mang thương hiệu gạo Golden Max ST25 sang Pháp. Và rất tự hào là nông sản Việt Nam đã đi xa hơn, và xa hơn nữa là đã đang đổ bộ sang Mỹ, sang Pháp. Và bây giờ thì loại gạo này rất là dễ dàng mua ở Pháp. Những siêu thị lớn và những cửa hàng của người Việt nhé. Đặc biệt thì Mai chưa thấy nó có trong mặt ở trong Paris Store. Tại vì những siêu thị lớn của châu Á đấy, thường thường là những ông chủ của Trung Quốc, nên họ vẫn ưu tiên 70% là hàng Trung Quốc. Đó, và Mai hy vọng rằng gạo Việt Nam sẽ đi xa hơn nữa. Xin cảm ơn nhiều. Cảm ơn những người đã xin gửi được chúc mừng các bạn. Bài hát tiếp theo xin gửi chị mang tên Như Vậy Còn Đó. Hãy trong giờ bếp làm đồ ăn. Quý vị có gì ngon không? Di Đà Phật. Sau đây thì cũng như những buổi lễ lớn thì cái công ty gạo ST25 là một cái thương hiệu gạo 100% của Việt Nam. Cứ mỗi lần lễ lớn thì cái công ty ST25 là đem gạo tới để mà bán. Tất cả những cái tiền bán được thì công ty gạo ST25 sẽ cúng lại cho chùa. Thì hôm nay thì mời anh
Minh Thành là sếp của công ty ST Mạc Xây có đôi lời gửi đến các Phật tử. Xin chào tất cả các quý vị. Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học tiếng Việt. Vì cũng xin chia sẻ một phần quà cho nhà chùa. Và đây là phần quà mà chị Mai Lê ở trong chương trình cuộc sống tại Pháp sẽ đưa lại và gửi lại cho thầy cái món quà này. Công ty mình thì cũng đợt tới sẽ tổ chức một cái giải bóng đá rất là lớn, có thể là lớn nhất nước Pháp trong hội người Việt. Đấy thì hy vọng là được tất cả đồng bào Việt Nam các Phật tử cùng nhau ủng hộ và tham gia chương trình giải bóng đá của công ty SME diễn ra tổ chức dành cho tất cả các người người Việt Nam nói chung và các bạn bè người Pháp. Và đây là cái hội thể thao này thì không phải chỉ là hội đá bóng cho các anh mà còn là ngày hội dành cho gia đình, có cả trò chơi cho các em bé và có cả các gian hàng dành cho các chị nếu mà muốn đến để tham gia sự kiện, và cũng có cả văn nghệ. Thì nhờ thầy và cùng ủng hộ để gọi là có được cái sự tham gia ủng hộ nhiệt tình của đông đảo nhất người Việt Nam có thể ở tại nước Pháp. Và em xin hết ạ. Mai xin chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý Phật tử đã dành chút thời gian về đây vui cùng với lại chùa. Thật sự là Mai không biết nói thế nào cho hay. Mai chỉ biết là hôm nay thì Mai tới được anh Thành mời tới đây của chùa, và cũng là thay mặt anh Thành và cảm ơn anh thầy đã giúp đỡ công ty SME. Đó là công ty là cầu nối mang gạo của Việt Nam ST 25 sang Pháp. Đó là cái mà Mai rất là hãnh diện, là nông sản của Việt Nam đã sang tới Pháp và cũng là niềm tự hào của người Việt chúng ta. Cảm ơn quý vị khán giả. Cảm ơn chị. Thầy cũng nhân đây mời chúc Mai Lê, mà thành viên tới là trên 250.000 thành viên, các vị thấy ghê gớm không? Đó, Mai Lê đó là thành viên cũng chị trên cái trang Facebook mà chúng tôi theo dõi á, thì thành viên là trên 250.000 thành viên. Các vị thấy là sinh hoạt về cộng đồng Việt Nam chúng ta tại nước Pháp. Thầy kính chúc cái Facebook cũng như kênh của chị, cộng đồng của chị càng ngày càng thân tiến, được nhiều sức khỏe, thành đạt và đem những cái niềm vui, đem những cái hạnh phúc đến cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại nước Pháp cũng như toàn châu Âu. Xin cảm ơn chị. Thầy cũng chúc công ty của anh Thành hôm nay ảnh cũng chuộc một cái bao lì xì màu xanh, hôm trước là màu đỏ, bây giờ là màu xanh, xanh như da trời đó. Cho nên thầy cũng cảm niệm công đức cái công ty của anh và mến chúc công ty anh đạt được nhiều thành công tốt đẹp và đem những cái thương hiệu của Việt Nam chúng ta quảng bá ở cộng đồng chúng ta Việt Nam tại Pháp cũng như toàn châu Âu và khắp nơi trên thế giới. Ngài chúc thành đạt và thành đạt hơn nữa. Thầy xin cảm ơn. Chữ số tôi đang làm, trước khi chữ số có thầy mời anh Amin chỉ có đôi lời đến gọi đến quý vị. Cảm ơn thầy. Anh có lẽ em mới lên bốc cho thăm nhá. Đó. Quý vị biết không, đây là quý khách đến từ Paris nhưng mà anh đã mua đến tận 40 vé. Vậy anh chúng có xứng đáng không ạ? Quá xứng đáng. Cảm ơn anh. Và thầy ơi, quà của khách châu Á. Đâu? Bây giờ anh đang lấy số nhà mình. Số 012. Xin mời chị lên sân khấu bởi vì đây là giải cận đặc biệt. Cận đặc biệt rồi. Mời chị lên ạ. Bao đâu? Để ra chụp hình cười thật tươi. Bao đâu, lấy số nhà mình bao đâu. Bây giờ là một bé. Số của giải đặc biệt là 406 ạ.
ai là người được bé mang may mắn đến nào? Em tên gì? Em tên Trúc Linh ạ. Trời ơi, ai nên nhận giải do Trúc Linh giúp nào? Wow. Số giờ có cái tượng Phật này công đức vô lượng, thầy cảm ơn anh đã trúng được cái lọc, cái lọc mà rất đặc biệt, cái tượng Phật này rất là đẹp đó, mày thấy không? Đó, đầu năm tới chùa thỉnh Phật về nhà, xin cảm ơn anh đã ủng hộ chương trình vé số và đem được cái lọc tượng Phật về đầu năm và chúc gia đạo được bình an, mọi sự được an lành nhé. Đây là cảm ơn thầy. Đây là lần đầu tiên Mai dự lễ cúng rằm tháng giêng ở chùa, rất là vui. Đặc biệt tới đây thì rất đông đủ bà con người Việt tới đây đó. Cháu Bông rất là vui và thích. Bé nói rằng là cháu đến đây cho cảm giác như ở nhà mình đó. Tại vì có một chút rất đông người Việt và có hương vị quê nhà đó. Nên cháu rất là nhớ, rất là thích. Đồ ăn cũng vậy. Và đặc biệt thì cháu nghe nhạc, nghe những bài hát của Việt Nam. Đó. Và đến giờ thì cũng lúc gia đình nhà Mai xin phép ra về. Tại vì gia đình nhà Mai còn đi hơn 3 tiếng mới về tới nhà đấy. Một ngày vừa đi vừa về 7 tiếng đồng hồ trên xe rất là mệt mỏi. Nhưng Mai đã cố gắng Mai tới đây dự lễ. Merci. Au revoir em. Merci chị, à bientôt chị. Au revoir em. Bye bye. Vâng, très bien. Merci em. À bientôt. À bientôt. Ôi dồi ôi, gạo đã về tới nhà. Bây giờ 1, 2. Gia đình Mai đã về tới nhà với 3 bao gạo ST25 của Việt Nam. Đó, loại gạo ngon nhất thế giới. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây. À, nếu của chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ để cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.